Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Điện Lạnh Mai Chi. Hôm nay mình sửa chữa tủ lạnh này thì mình làm video clip chia sẻ cho các bạn là cách tẹt xả đá của tủ lạnh Panasonic Mono. Hiện tại thì tủ đang bị mắc bệnh bó đá. Đây, tủ đang bị mắc bệnh bó đá chạm quạt, nên quạt bị kêu và tủ kém lạnh. Rồi, mình đã tháo mạch điện ra đây rồi. Hiện tại thì máy nén đang chạy, đang làm việc là 0.52A. Và con máy này đang bị mắc bệnh không xả đá, dẫn đến là chạm đá vào quạt và quạt kêu và tủ kém lạnh. Thì mạch này là mạch mono thôi. Thì Panasonic thì mạch mono hay mạch inverter thì cái cách test xả đá thì nó giống nhau, không khác nhau gì mấy. Nếu bạn nào làm quen rồi thì dễ dàng nhận ra thôi. Còn bạn nào chưa biết thì mình giới thiệu các bạn sẽ nắm được. Các bạn làm từ mạch mono cho đến mạch inverter thì nó giống nhau. Rồi các bạn khi nào gặp máy inverter thì mình sẽ quay clip tiếp theo test để cho các bạn biết cả hai dòng mono và inverter của Panasonic thì test xả đá nó như thế nào. Rồi thì sau khi máy đang chạy như này, đang chạy block máy đang chạy như này thì các bạn để ý trên mạch điện ấy, ở tại cái vị trí gần cái rắc cắm có cái nhiều dây này này, thì ở đây người ta có hai cái dây câu, người ta làm song song nhau và người ta ghi là G1, G2 đó, G1, G2. Các bạn nhìn rõ ở đây, đây G1, G2 này. Thì để kích test xả đá thì chúng ta sẽ dùng một cái tô vít hoặc vật gì đó, chúng ta sẽ chập hai cái dây câu này vào trong vòng khoảng 3 giây, máy sẽ chuyển qua chế độ test xả đá. Rồi, mình đang kẹp dòng sẵn rồi, thì máy đang chạy thì mình sẽ kích test luôn. Các bạn cho vào, các bạn giữ khoảng 3 giây. Rồi, các bạn thấy chưa? Giữ vào cái thì lập tức thì dòng làm việc lúc máy nghỉ. Và dòng làm việc chuyển qua là gì? 0.64. Và như vậy là gì? Khi có dòng làm việc như vậy rồi thì chắc chắn là gì? Sấy đang làm việc và cầu chì không đứt. Và máy mà mắc bệnh bó đá thì chỉ còn nguyên nhân duy nhất đó là hỏng sensor. Sensor xả đá. Bởi vì khi mà chúng ta kích chuyển ra xả đá mà xuất hiện dòng làm việc như vậy ấy, thì chúng ta sẽ có thể kết luận được luôn là cái mạch điện này vẫn ra lệnh điều khiển con relay bé này để cấp điện cho sấy làm việc, và đồng thời là sấy đang làm việc có dòng làm việc như vậy thì chứng tỏ là gì, sấy tốt, cầu chì tốt, và nguyên nhân còn lại cuối cùng là thuộc về sensor. Một số bạn thì thắc mắc là nếu như sensor mà bị hỏng thì làm sao mà chúng ta biết được là mạch điện hỏng hay là linh kiện gì hỏng khi chúng ta kích test như thế này. Thì chỉ cần con sensor đấy không hỏng ở cái dạng gọi là giảm điện trở xuống gần như là nhỏ, giống như kiểu bị chập ấy, thì chúng ta kích cái tính năng test. Test này là một tính năng đặc biệt. Thì con sensor mà nó không bị hỏng ở dạng chập gần như kiểu giảm điện trở xuống bằng không ấy, thì các bạn test đây là chương trình đặc biệt, bắt buộc mạch điện còn hoạt động tốt nó sẽ ra lệnh điều khiển, chứ không phải là như các bạn nghĩ là con sensor đấy nếu nó đang bị hỏng thì làm sao mà chúng ta có thể test được. Thông thường sensor để hỏng xuống ở dạng chập rất là hiếm. Thì nếu như trong trường hợp đó xảy ra thì các bạn có thể đo và các bạn cũng đã phát hiện ra được luôn là sensor bị hỏng ở dạng chập. Thì các bạn có thể kết luận là sensor hỏng luôn rồi, chưa cần phải test mạch điện. Thì còn đa phần thì sensor hỏng thì thường nó chỉ bị gì? Một là nó xảy ra tình trạng là sensor hỏng ở dạng là bị giảm trị số, nhưng mà không đến mức gọi là giảm về bằng không. Thứ hai là sensor hỏng ở dạng gọi là trị số không hỏng, nhưng mà nó cái sự phản xạ thay đổi khi nhiệt độ thay đổi nó chậm. Đấy, tức là cái gì? Tức là khi mà nhiệt độ thay đổi ấy, thì cái độ thay đổi điện trở của nó gì? Chậm hơn so với gì? So với cái sensor tốt. Đấy, người ta gọi là gì? Phản xạ cái sự thay đổi nó chậm. Thì sensor đó cũng bị hỏng các bạn nhé. Rồi, đây là mình chỉ làm video clip để hướng dẫn các bạn là cách chúng ta sẽ làm sao để test được tính năng xả đá cực bức của cái mạch tủ lạnh Panasonic Mono như này. Khi nào có gặp tủ inverter mình sẽ làm video clip tiếp để cho các bạn nắm được. Bạn nào mà chúng ta chưa biết thì chúng ta tham khảo thêm, còn bạn đã biết rồi thì chúng ta có thể bỏ qua. Rồi, và như vậy là cái máy này thì mạch điện đã xuất lệnh cho cái sấy làm việc và dòng làm việc đang chạy như này. Thì mình kết luận là con này bị hư hỏng sensor, chúng ta thay sensor là được. Rồi, mình xin kết thúc video hướng dẫn ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo. Thân ái chào các bạn.